Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai là về tính giá thành sản xuất cọc bê tông trong tháng 2. Hôm trước đã hướng dẫn các bạn về tính giá thành cọc bê tông trong tháng 1. Đối với tháng 1 thì sau khi các bạn làm xong thì các bạn nhớ là các bạn sẽ vào cân đối phát sinh. Thì các bạn sẽ kiểm tra ở cái mục cân đối tài khoản và các bạn sẽ chọn cái khung thời gian mà các bạn cần kiểm tra. Và sau đó các bạn lựa chọn thông tin là lãi suất dư 3 và số dư 2 bên. Như vậy các bạn kiểm tra các bạn sẽ thấy rằng là tổng nguyên vật liệu thì các bạn sử dụng thì nó còn là 543 và giá thành 154 thì các bạn sẽ là nhập kho 750 752 119 và các bạn sẽ dỡ dàng còn lại là 44 triệu tương đương với 500 sản phẩm có loại cọc 250 x 250. Và sau đó các bạn sẽ phải kiểm tra đến phần tổng hợp toàn kho ở phần hệ kho để các bạn kiểm tra lại. Các bạn sẽ thấy rằng là ngày 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 1 thì các bạn sau khi các bạn nhấp lên thì các bạn sẽ thấy rằng cái tồn kho 543 và cái số lượng thành phẩm các bạn là 750. Như vậy là phần mềm sẽ tự động tính giá thành và tự động nhập kho, tự động xuất kho sau này và tự động cập nhật cái đơn giá tồn kho. Thì đó là đặc trưng của MISA. Nếu chúng ta có định mức thì các bạn sẽ có cái lợi thế rất là lớn. Các bạn có thể tính giá thành các sản phẩm một cách nhanh nhẹn và cho ra các kết quả sản phẩm rất là nhanh. Và đến tháng 2 thì chúng ta cũng sẽ có các cái nghiệp vụ mà chúng ta cũng thực hành giống như trong cái tháng 1 và các bạn đã làm. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tại tháng 2 thì chúng ta cũng sản xuất cọc bê tông và tại tháng 2 thì chúng ta cũng phải nhập kho và sau đó chúng ta cũng phải làm các thủ tục và thao tác xuất kho giống như trong tháng 1. Và ở đây các bạn sẽ lên sổ kiểm tra lại là trong quá trình mình lên sổ thì các bạn sẽ có những bất cập nào không. Thì những cái phần vướng mắc thì các bạn có thể là liên hệ những nhanh để mình có thể là hỗ trợ các bạn để lên sổ một cách hoàn chỉnh nhất có thể. Và đối với tháng 2 thì chúng ta sẽ có kế hoạch sản xuất là lần lượt là các bạn sẽ tìm đến kế hoạch sản xuất trong tháng 2. Thì ở đây trong tháng 2 chúng ta có kế hoạch sản xuất là 2.500 cho cái cọc bê tông loại 250 và loại 200 là 1.000. Trong đó có 500 dỡ dàng của tháng trước và chúng ta có 1.000 của loại 200. Thì như vậy là các bạn có thông tin để có kế hoạch cho sản xuất. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái phần trước kia thì những nguyên vật liệu mà chúng ta đã mua hàng thì các bạn chú ý là các bạn có thể là chọn trong tháng 2 thì các bạn sẽ thấy các thông tin ví dụ như là tháng 2 và các bạn sẽ thấy các thông tin về nguyên vật liệu mà các bạn đã nhập kho trong kỳ. Thì ở đây chúng ta nhập đến ngày 2 tháng 2 và chúng ta đã đầy đủ các yếu tố nguyên vật liệu đầu vào để chúng ta có thể là tính được giá thành trong kỳ. Như vậy là chúng ta sẽ vào để tính giá thành cho sản xuất cọc bê tông thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phân hệ kho và sau đó các bạn sẽ đến vào lệnh sản xuất. Thì chúng ta căn cứ vào cái hệ sản xuất chúng ta sẽ sản xuất ra là 2.500 cho loại mét cọc 250 và 1.000 cho loại cọc 200 x 200. Thì các bạn sẽ vào lệnh sản xuất và các bạn bấm thêm. Thì ở đây phần mềm đang hiển thị thông tin là vào tháng 9 nên các bạn sẽ chỉnh và sửa đổi lại cho nó về thông tin tại tháng 2. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tháng 1 chúng ta đã có một lệnh sản xuất rồi và đã thực hiện xong. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo cho phần lệnh sản xuất của tháng 2. Thì chúng ta sẽ đến lệnh sản xuất thì chúng ta sẽ ghi là 01/02/2019. Thì chúng ta có lệnh sản xuất và chúng ta sẽ bấm mục là đã thực hiện. Và các bạn sẽ ghi cái nội dung lần lượt lần là sản xuất 250 và loại 200. Thì chúng ta có thể là nhập cái thông tin hoặc là các bạn có thể là copy thông tin để các bạn làm cho nhanh. Thì ở đây mình sẽ xuống đến cái phần đó là 250 và
và 200 thì các bạn có thể có thông tin, các bạn làm nối thông tin cho nhanh để ra dữ liệu để giúp chúng ta tiết kiệm cái thời gian nhập liệu lại. Và sau khi các bạn đã ghi dẫn giải cái nội dung thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Ở đây chúng ta theo kế hoạch chúng ta cần sản xuất là loại 250 là 2.500 sản phẩm loại 250, thì chúng ta sẽ loại cọc là 250, thì chúng ta số lượng là 2.500. Và chúng ta sẽ sản xuất là 1.000 sản phẩm loại cọc 200, thì chúng ta sẽ chọn là 1.000 sản phẩm. Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ thông tin về số lượng sản xuất, đồng thời là căn cứ theo cái định mức nguyên vật liệu mà chúng ta đã khai báo cho từng nguyên vật liệu chúng ta cần sản xuất, thì phần mềm sẽ tự động lên cho các bạn về các cái thông tin về nguyên vật liệu cần xuất để sản xuất, cấu thành nên các sản phẩm mà chúng ta cần sản xuất là bao nhiêu. Nó tương ứng như phần Excel, chúng ta sẽ có kế hoạch sản xuất, và từ cái hành sản xuất này thì chúng ta cần các cái khối lượng nguyên vật liệu là bao nhiêu để chúng ta có thể sản xuất được. Ở đây là cần 15.000, chúng ta cũng kiểm tra lại xem là phần mềm cũng 15.000. Như vậy là vì cái định mức sản phẩm thì phần mềm Visa hay chúng ta sử dụng trên Excel thì đều có kết quả là như nhau. Và các bạn nhớ ở đây chúng ta sẽ có đối tượng tập hợp chi phí lần lượt cho các sản phẩm, và các bạn kiểm tra thông tin, các bạn thấy đúng thì các bạn bấm cắt. Và sau khi các bạn bấm cắt xong rồi thì phần mềm Visa sẽ hiển thị cho cả hai cái mục, đó là phiếu xuất kho và phiếu nhập kho. Phiếu xuất kho ở đây chính là xuất kho nguyên vật liệu tự động, và nhập kho ở đây là chúng ta sẽ nhập kho thành phẩm. Thì ở đây các bạn sẽ lập phiếu xuất kho và các bạn sẽ chọn hai thành phẩm lần lượt là loại 250 và loại 200. Các bạn bấm đồng ý để chúng ta làm phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho chúng ta sẽ chọn cái ngày, chúng ta sẽ chọn ngày 03 tháng 2. Và các bạn chọn cái đơn vị thông tin là người nhận nguyên vật liệu sẽ là kế toán kho, và chứng từ gốc thì các bạn bỏ qua, và sau đó các bạn kiểm tra lại các thông tin nguyên vật liệu các bạn cần xuất. Nếu các bạn đã kiểm tra thông tin mà xuất đúng thì các bạn sẽ bỏ qua phần tiếp theo. Chúng ta cất và lưu trữ. Ở đây đối tượng sản phẩm chi phí 621 có 102 lần lượt là cho các loại cọc bê tông mà các bạn cần xuất. Và thành tiền ở đây thì các bạn dĩ nhiên là đơn giá thành tiền chúng ta sẽ bằng 0, vì chúng ta chỉ mới xuất được số lượng, và chúng ta cần phải có thêm một thao tác, đó là vào cái phần nghiệp vụ mà chúng ta tính giá xuất kho nguyên vật liệu thì chúng ta mới đến bước được tính giá thành. Và các phần quan hệ khác thì chúng ta không cần kiểm tra, chúng ta có thể bỏ qua. Và các bạn sẽ bấm cất. Sau khi các bạn đã làm xong thì các bạn sẽ bấm đóng và các bạn đến phần là nhập kho thành phẩm. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập kho cho hai thành phẩm là cọc 250 và cọc 200. Và chúng ta sẽ xem cái thành phẩm nhập kho thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái hạn sản xuất và phiếu nhập kho trong tháng 2. Tức là cuối tháng 2 chúng ta sẽ làm công tác kiểm kê 28 tháng 2 thì chúng ta sẽ thấy rằng là tổng chúng ta cần sản xuất là 1.000 loại cọc bê tông. Thì ở đây là chúng ta có 500 cũ và 2.500 mới thì chúng ta sẽ có 3.000, và trong đó là 2.000 sản phẩm hoàn thành và 1.000 sản phẩm dở dang. Và đối với cọc bê tông là loại 200x200 là 1.000 thì chúng ta sản xuất là được 700 sản phẩm hoàn thành và 300 sản phẩm dở dang, tương đương cái tỷ lệ là 33 và 30. Và chúng ta sẽ làm cái phiếu nhập kho thành phẩm, và cuối tháng 2 thì chúng ta làm công tác kiểm kê, chúng ta lấy cái thông tin ngày là 28/02/2019. Và chúng ta sẽ nhập các cái thông tin về thành phẩm nhập kho, và ở đây các bạn sẽ kiểm tra lại là chúng ta sẽ có bao nhiêu thành phẩm chúng ta nhập kho. Thì ở đây là chúng ta sẽ có các môn toán thành phẩm, thì ở đây các bạn sẽ hoàn thành là 2.000 sản phẩm cọc
cho loại 200 thì chúng ta sẽ gọi là 2000. Cứ nhập con chúng ta sẽ gọi 2000. Và đối với loại cọc 200 thì các bạn chỉ nhập con được 700 sản phẩm. Và sau khi các bạn đã khai báo xong các thông tin về nhập kho thành phẩm, chúng ta sẽ nhập theo cái lệnh sản xuất số 02 và lần lượt cho các loại cọc. Tức là đối với cọc 250 chúng ta cần sản xuất là 3000 sản phẩm mét cọc, nhưng mà ở đây chúng ta cuối tháng chúng ta kiểm kê được có 2000. Và đối với cọc loại 2000, loại 200 x 200, chúng ta chỉ nhập kho được 700, tức là thời gian 300, và chúng ta sẽ bấm cất. Ở đây đơn giản thành tiền lúc này sẽ bằng 0, chúng ta chưa tính nhất thành. Sau này chúng ta tính nhất thành thì phần mềm sẽ tự động cập nhật theo. Như vậy là chúng ta vừa lập lệnh kế hoạch sản xuất và đồng thời sẽ có thêm hai phiếu nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu tự động và nhập kho thành phẩm hoàn thành. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đến khâu nghiệp vụ và chúng ta vào phần hệ kho. Sau đó các bạn tính giá xuất kho để cập nhật lại giá xuất kho nguyên vật liệu. Các bạn sẽ chọn khung thời gian là 01/02/2019 và ngày là 28. Và các bạn sẽ bấm thực hiện. Trước khi thực hiện thì phần mềm Visa sẽ báo bạn là có lưu trữ hay không, sao lưu trước khi các bạn làm thủ tục thao tác. Và chúng ta sẽ bấm đồng ý để phần mềm Visa vừa bấm sao lưu và đồng thời vừa tính chấp hành chúng ta. Và sau khi các bạn làm xong thì các bạn bấm kết thúc. Và các bạn vào phần hệ kho, các bạn kiểm tra thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có hai cái lệnh sản xuất. Đầu tiên là nhập kho thành phẩm, lúc này chúng ta chưa có giá trị tiền cụ thể và đơn giá nhập kho. Và đối với nguyên vật liệu thì chúng ta cũng sẽ, lúc này là phần mềm sẽ cập nhật cái đơn giá nguyên vật liệu để chúng ta ra được tổng số nguyên vật liệu sản xuất là bao nhiêu. Như vậy chúng ta có thể, cần ăn chắc thì các bạn có thể là vào để làm cái tính giá xuất kho lại một lần nữa vào tháng 2 và các bạn bấm thực hiện. Đây các bạn, sau khi các bạn bấm lấy dữ liệu để các bạn lọc thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hiện cái thông tin về cái số lượng các bạn sản xuất và viên thành phẩm thì số tiền vẫn là bằng 0. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến khâu là tính lương sản phẩm. Và hôm trước đã hướng dẫn các bạn là trong cái trường hợp các bạn lập phiếu thu chi mà ở phiếu thu chi đó thì các bạn muốn có vừa có hiện cái thông tin về hạch toán tiền lương và đồng thời các nghiệp vụ chi lương liên quan thì các bạn có thể là vào phân hệ thống, các bạn thì chọn và các bạn sẽ chọn cái mục là cho tích cái mục, bỏ tích cái mục hạn chế tài khoản nhập chứng từ và các bạn bấm đồng ý thì phần mềm sẽ cho các bạn là hạch toán trên thứ chi thì gồm luôn cả các nghiệp vụ hạch toán khác. Và nếu đúng quy trình thì các bạn sẽ phải vào cái phần tổng hợp và các bạn vào cái nghiệp vụ hạch toán, các bạn lên cho các cái nghiệp vụ liên quan đến tồn kho là ở phân mục này và chi tiền lương thì các bạn sẽ lên ở đây chỉ có một nghiệp vụ duy nhất là chi tiền lương mà thôi. Và ở đây chúng ta sẽ lên sổ sách về tiền lương trong tháng 2 năm 2019. Về phân hệ lương thì ở trước chúng ta đã căn cứ vào phần mềm lập trình trên Excel và chúng ta có được cái bảng lương cụ thể cho từng cái bộ phận
cũng như là các cái đối tượng như bộ phận văn phòng, công nhân và tất cả các công khác. Thì chúng ta có bảng lương cho công nhân riêng, thì tại ngày 28 tháng 2 thì chúng ta sẽ lên lần lượt cho các đối tượng. Thì chúng ta sẽ có hai cách, các bạn có thể là tạo phiếu chi riêng và các bạn sẽ nhập lại các nghiệp vụ, hay là các bạn sẽ căn cứ vào trên cái chứng từ hướng 1 và các bạn sẽ bấm phần là nhân bản, sau đó các bạn đi sửa lại cái nội dung bên trong để phần mềm sẽ hiện cho các bạn về các cái thông tin cách cụ thể chi tiết, và các bạn không cần phải các thực hiện thao tác lại, sẽ tốn thêm thời gian nhiều. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về trong cái trường hợp mà mình nhân bản, thì các bạn sẽ bấm phần nhân bản thì phần mềm sẽ hiện thị các thông tin giống y chang trong cái tháng 1, nhưng các bạn sẽ sửa lại thông tin cho phù hợp tại tháng 2, thì các bạn sẽ bấm và các bạn chọn tháng 2, 28 tháng 2. Thì như vậy các bạn sẽ có các nhiệm vụ tương ứng, thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái bảng lương tháng 2 thì các bạn sẽ cộng lại thay thế cho những cái thông tin mà của tháng 2 cho nó phù hợp, thay thế cho cái số của tháng 1. Các bạn sẽ thấy rằng là đóng bảo hiểm các tháng đều như nhau, chỉ khác nhau cái phần chi tiền lương và phát sinh tiền lương mà thôi. Như vậy chúng ta sau khi xong các thông tin thì chúng ta sẽ bấm cất. Và sau khi bạn bấm cất rồi, thì khi bạn bấm cất thì phần mềm sẽ hiện các thông tin là các bạn có chi tiết cho các khoản mục đối tượng tập hợp chi phí hay không, có khoản mục chi phí. Thì các bạn bố qua tại tiền lương chúng ta là tính chung cho các sản phẩm, thì chúng ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ nguyên vật liệu đưa vào. Và sau khi các bạn đã lên xong các thông tin về lương, và bước tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần hệ giá thành. Chúng ta sẽ vào phần giá thành và chúng ta lần lượt có 3 bước là xác định, kiểm giá thành, tính giá thành và kết chuyển chi phí. Thì bước 1 là chúng ta sẽ vào mục sản xuất liên tục gián đơn và chúng ta sẽ chọn kỳ tính giá thành. Thì kỳ tính giá thành đây chúng ta sẽ chọn là tháng 2 và chúng ta sửa lại là năm 2019. Và các bạn sẽ lấy dữ liệu thì tháng 2 năm 2019 chúng ta chỉ có 28 ngày thì các bạn sẽ chọn 28 và các bạn sẽ bấm lấy dữ liệu. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai sản phẩm là 200 và 250, chúng ta sẽ kiểm tra thông tin và chúng ta bấm cất để lưu trữ. Và phần mềm sẽ hiện cho các bạn các thông tin về chi phí rõ ràng đầu kỳ chúng ta là 44 triệu kỳ trước chuyển qua và chúng ta có phát sinh trong kỳ 501,99. Sau đó các bạn sẽ đến phần tính giá thành. Và các bạn chọn đúng cái mục là từ 1 tháng 2 cho đến 28 tháng 2, các bạn bấm đồng ý. Thì phần mềm sẽ hiện ra các thông tin về chi phí 622, 627, lần lượt các cái mục chi tiết. Và các bạn sẽ phân bổ toàn bộ hay các bạn sẽ phân bổ theo tỷ lệ thì các bạn có thể điền lại các thông tin cho phù hợp. Và nếu các bạn kiểm tra đấy, các bạn thấy đúng thì các bạn sẽ bấm mục phân bổ. Thì phần mềm sẽ phân bổ lần lượt cho các sản phẩm chúng ta sẽ thấy ở dưới đây, lần lượt cho 622, 627 chi tiết các mục. Và các bạn kiểm tra thông tin, nếu thấy đúng thì các bạn sẽ bấm ở phần tiếp theo. Và các bạn có thể xuất khẩu phần bổ chi phí ra phần Excel để các bạn có thể kiểm tra. Thì ở đây là cái form giao diện của Excel khi chúng ta sẽ thực hiện cái việc là phân bổ 100% cho các cái sản phẩm. Ở đây sẽ là mục phân bổ chung và đây là phân bổ cho chi phí trực tiếp cho các sản phẩm, và ở đây là các kết quả phân bổ nếu các bạn có. Như vậy chúng ta kiểm tra thành công thì chúng ta sẽ bấm phần tiếp theo. Và sau khi các bạn bấm phần tiếp theo thì các bạn sẽ có hiện cái thông tin là sản phẩm thời gian cuối kỳ và tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Như vậy là chúng ta sẽ căn cứ vào cái bảng cái
kiểm kê sản phẩm nhập kho trong kỳ tại tháng 2 thì chúng ta sẽ căn cứ vào đấy để chúng ta khai báo các thông tin cho cái phần tính trả thành này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập kho được 2.000 sản phẩm và chúng ta sửa ra 1.000 sản phẩm thì chúng ta sẽ nhập số lượng sản phẩm dơ dàng cho loại cọc 250 là 1.000 sản phẩm thì chúng ta sẽ gọi là 1.000 sản phẩm, và trên đây chúng ta sẽ dơ dàng 300 sản phẩm, và cái tỷ lệ dơ dàng thì ở đây là tỷ lệ hoàn thành thì chúng ta sẽ ghi là đối với 200 là 30%, và đối với sản phẩm về 250 thì chúng ta sẽ chọn là 33%. Thì sau khi các bạn khai xong các thông tin thì các bạn sẽ bấm ở cái mục là tính dơ dàng, thì ở đây phần mềm sẽ cho các bạn về các cái thông tin cho các sản phẩm dơ dàng tương ứng, và tổng dơ dàng chúng ta sẽ là 120 triệu đồng. Chúng ta có thể kiểm tra lại ở file Excel mà các bạn đã làm trước kia xem mình đã tính nhận hành và cái phần dơ dàng của sản phẩm các bạn thì có gần tương đương hay không. Thì ở đây chúng ta thấy là 120 và nó cũng khớp các thông tin mà chúng ta đã làm. Như vậy chúng ta dù làm trên Excel hay chúng ta làm trên phần mềm Visa thì kết quả đều cho các tính toán như nhau và kết quả cũng gần xem như nhau. Và ở đây chúng ta kiểm tra xong thì chúng ta có thể là bấm ở phần tính giá thành, và lúc này các bạn sẽ có hai nút, hai nhiệm vụ các bạn đã là cập nhật giá nhập kho, và các bạn sẽ bấm phần là cập nhật giá xuất kho, và sau đó chúng ta sẽ bấm cắt. Như vậy là chúng ta đã tính được giá thành trong kỳ, và bước tiếp theo là chúng ta sẽ bấm ở phần là kết chuyển chi phí trong kỳ, tức là chúng ta sẽ kết chuyển từ tài khoản size 1.2.2.7 sang tài khoản 154 nợ 154 size 1.2.2.7. Các bạn bấm đồng ý. Các bạn sẽ thấy rằng phần mềm sẽ liệt kê toàn bộ những chi phí nợ 154 qua 6.21 lần lượt cho các tài khoản chủ khoản chi tiết trong kỳ phát sinh, và các bạn kiểm tra thông tin thì các bạn sẽ bấm cắt để lưu trữ. Như vậy là chúng ta đã tính hoàn thành xong 3 mục của phần giá thành cho tháng 2, và lúc này các bạn sẽ về phần hệ kho, các bạn sẽ kiểm tra lại là trong tháng 2 thì các bạn có cái mục nhập kho thành phẩm nào không. Các bạn thấy đây, 28 tháng 2 chúng ta nhập kho thành phẩm 2.700, lúc này sẽ có đơn giá và số lượng cụ thể, và tổng chúng ta là 758, thì ở đây trong 760 giữa phần mềm Mỹ Excel và phần mềm Visa thì có một cái sự chênh lệch tương đối nhỏ, không đáng bao nhiêu về các cái phương pháp xuất cũng như tính. Và tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra là giá thành trong tháng 2 đã có hay chưa khớp thị trường, thì chúng ta sẽ vào phần báo cáo và chúng ta sẽ vào cái phần là cân đối tài khoản mà chúng ta kiểm tra. Các bạn bấm nhấp bubble 2 lần và các bạn chọn khung thời gian là 28 tháng 2. Đầu tiên là các bạn sẽ phải kiểm tra là tài khoản 154 là có đúng dơ dàng là 120, thì các bạn thấy 120, và nhập kho thành phẩm ở đây là 818, thì các bạn sẽ kiểm tra có đúng là 818 hay không, hay là các bạn sẽ nhập kho là bao nhiêu. Ở đây chúng ta sẽ có những sản phẩm nhập kho là 818 và cái thành phẩm chúng ta sẽ có là 758. Ở đây chúng ta 818 là tại vì chúng ta có thêm hai phần tính giá thành cho cái mục là ép cọc giao khoán bê tông, thì ở đây còn cái phần mà giá thành của chúng ta là nó chỉ tương ứng với phần là 760. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là tổng cái dỡ dàng trong kỳ của chúng ta là có đạt theo cái yêu cầu hay không, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tổng dỡ dàng chúng ta 120 là khớp thì thực tế chúng ta đang có. Và các bạn sẽ kiểm tra thành phẩm nhập kho là 758, chúng ta sẽ kiểm tra trên đây là 760, thì có sự chênh lệch nhau rất nhỏ giữa Visa và Excel. Và chúng ta sẽ kiểm tra tài khoản 6.1.2.2.6.2.7 của chúng ta là có hết số dư hay không, và trong đây là cái chuyện hết số dư cho các bạn.
Đồng thời các bạn sẽ phải vào phần hệ là core store để các bạn kiểm tra lại xem là cái phần và phần mềm có tự động cho các bạn về số lượng nhập xuất tổng cụ thể. Và các bạn bấm đồng ý. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây là 758 nhập kho và các bạn có xuất kho trong kỳ nguyên vật liệu cũng như tất cả thông tin khác. Và cuối kỳ chúng ta là 1.158.000 và chúng ta ở trong kỳ chúng ta có xuất bán cho các khách hàng về các loại cọc là 250 cũng như là 300. Và phần mềm sẽ tự động cập nhật về cái giá xuất kho. Thì cập nhật xuất kho thì chúng ta sẽ vào phần hệ bán hàng để chúng ta kiểm tra lại. Ví dụ chúng ta thấy là tại cái thông tin là về cái ngày bán hàng là 12 tháng 2 chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta click vào để chúng ta kiểm tra, chúng ta kiểm tra phần giá 4 chúng ta sẽ thấy rằng phần mềm sẽ tự động cập nhật các cái đơn giá mà chúng ta đã bán xuất ra. Và ở đây chúng ta cũng kiểm tra lại, chúng ta thấy rằng là cái phần giá 4 đã cập nhật các cái thông tin về giá 4 bán hàng mà chúng ta đã xuất và tính hành trong kỳ. Như vậy là chúng ta đã tính xong về phần mục tính giá thành và kiểm tra các cái thông tin cũng như là quy trình kiểm tra từ báo cáo tài chính cho đến phần hệ nhập store của chúng ta về tính giá thành trong tháng 2.